chọc ối, chẩn đoán hội chứng di truyền cho thai nhi. Chọc ối là thủ thuật xâm lấn, bác sĩ tiến hành lấy mẫu dịch ối của thai phụ để sàng lọc hội chứng di truyền cho thai nhi. Khi mẹ bầu có kết quả siêu âm đo độ mờ da gáy, Double Test, Triple Test nguy cơ cao, các bác sĩ chuyên gia sẽ tiến hành chọc ối sàng lọc dị tật cho thai nhi với độ chính xác lên tới 99,9%. Thời điểm thích hợp tiến hành chọc ối khoảng tuần thai thứ 16 đến 24 của thai kỳ. Kết quả chọc ối có thể chứng minh thai nhi có mắc những hội chứng dị tật bẩm sinh như Down, Edwards, Patau, có mắc bệnh thalassemia, tan máu bẩm sinh và nhiều hội chứng dị tật khác hay không. Chọc ối được chỉ định cho các đối tượng như sau: thai phụ trên 40 tuổi. Trong quá trình làm xét nghiệm huyết thanh hoặc siêu âm, bác sĩ nhận thấy thai nhi có bất thường về hình thái. Gia đình có tiền sử mắc bệnh lý di truyền, bố mẹ mang gen, chẩn đoán cho em bé trong bụng có mang gen đó hay không. Để được tư vấn và thực hiện thủ thuật chọc ối chẩn đoán hội chứng di truyền cho thai nhi, mẹ bầu hãy tới Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Cơ sở 2, 38 Cảm Hội. Thực hiện bởi bác sĩ chuyên gia giỏi chuyên môn và giàu kinh nghiệm, trang thiết bị được đầu tư bài bản, kỹ thuật cải tiến. Yên tâm lựa chọn Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Cơ sở 2, 38 Cảm Hội là địa chỉ tin cậy, đồng hành cùng mẹ trên hành trình mang thai. Thủ tục đăng ký khám nhanh chóng tiện lợi, mẹ bầu không cần phải chờ đợi. Tổng đài đặt khám 1900 6922 nhánh 8.